Thưa quý vị, chanh leo hay còn gọi là chanh dây là thức uống bổ dưỡng với nguồn vitamin và chất xơ dồi dào, chứa nhiều vitamin A và C, sắt, kali và các thành phần dinh dưỡng khác, cung cấp một lượng đa sinh tố rất tốt cho việc bồi bổ sức khỏe con người. Những chất nhầy bao quanh hạt chanh leo là nguồn chất xơ tuyệt vời, giúp ích cho quá trình tiêu hóa, gia tăng sức khỏe mà không gây béo phì. Tăng cường miễn dịch. Trái cây này giúp tăng cường hệ thống miễn dịch bởi vì nó chứa vitamin C, chất chống oxy hóa và các hợp chất nhất định. 100g chanh leo chứa 30mg vitamin C. Những loại vitamin này giúp làm giảm các gốc tự do khỏi cơ thể. Chống ung thư. Các chất polyphenol, chất chống oxy hóa caroten có trong trái chanh leo có thể ức chế sự phát triển của tế bào ung thư, đặc biệt đối với ung thư phổi và ung thư miệng. Chữa mất ngủ. Một ly nước ép chanh leo có tác dụng làm dịu tâm trí. Nó làm giãn các dây thần kinh và chữa các vấn đề về dạ dày và tiêu hóa. Những người bị chứng mất ngủ và rối loạn liên quan đến giấc ngủ có thể thêm chanh leo vào chế độ ăn uống hàng ngày. Dầu vitamin A. Trái cây này chứa nhiều vitamin A có lợi cho đôi mắt của bạn. Nó sẽ giúp ngăn ngừa đục thủy tinh thể, chứng quáng gà và thoái hóa điểm vàng. Số lượng đáng kể các chất chống oxy hóa có trong chanh leo sẽ bảo vệ đôi mắt của bạn tốt hơn. Tốt cho tiêu hóa. Trái chanh leo có nhiều chất xơ rất tốt cho tiêu hóa và giữ ruột của bạn sạch sẽ. Chanh leo có tác dụng nhuận tràng, giúp làm sạch ruột kết và giữ cho đường tiêu hóa khỏe mạnh. Cải thiện sức khỏe xương. Trái cây chứa nhiều chất khoáng quan trọng như đồng, sắt, phốt pho và magie. Những khoáng chất này giúp tăng mật độ khoáng xương và duy trì độ bền xương. Ăn trái cây mỗi ngày cũng có thể ngăn ngừa loãng xương. Cũng như các loại thực phẩm khác, chanh leo dù tốt đến đâu cũng cần được sử dụng hợp lý, chừng mực. Nếu không sẽ đem lại nhiều tác hại cho sức khỏe khi quá lạm dụng chanh leo hoặc sử dụng sai đối tượng, sai cách. Nếu sử dụng chanh leo quá nhiều và thường xuyên sẽ dẫn đến những tác dụng phụ như mệt mỏi, buồn nôn, người đẫn đờ và nôn mửa. Đôi khi nó còn khiến bạn cảm thấy chóng mặt và loạn nhịp tim. Bởi vậy, hãy sử dụng chanh leo với một lượng vừa phải và phải nhớ luân phiên với các loại hoa quả khác để có thể bổ sung nhiều loại dưỡng chất cho cơ thể. Nhiều người biết rằng dưỡng chất của chanh leo nằm nhiều ở lớp màng nhầy bám quanh hạt, gọi là áo hạt. Chính vì thế, họ có thói quen ăn luôn cả hạt để tận dụng tối đa nguồn dưỡng chất này. Tuy nhiên, trong hạt chanh leo không hề chứa một loại dưỡng chất nào. Hơn nữa, nó còn là vật liệu cứng, khó tiêu hóa, nên có thể mang lại gánh nặng cho bộ máy tiêu hóa của bạn. Nếu ăn quá nhiều hạt chanh leo sẽ khiến cho những hạt này không đào thải ra ngoài được. Trong quá trình di chuyển, nếu hạt này vô tình rơi vào túi thừa của ruột già, sẽ khiến bạn bị viêm ruột thừa hoặc viêm túi thừa ruột già. Các chất trong chanh leo có thể tương tác với một số loại thuốc như thuốc an thần và thuốc kháng histamin hoặc một số thảo dược. Nó còn khiến tăng nguy cơ chảy máu vì tương tác với thuốc chống đông. Vì vậy, chú ý không sử dụng chanh leo khi đang dùng các loại thuốc trên. Nếu bạn có bệnh dị ứng hoặc viêm loét dạ dày thì phải thật cẩn trọng khi dùng chanh leo vì những lý do sau. Chanh leo có thể gây ra các phản ứng dị ứng như nổi mề đay, khó thở, hen xiềng, phù mạch máu. Đồng thời, chanh leo có nhiều axit hữu cơ có thể gây tổn thương cho người bị viêm loét dạ dày. Cảm ơn bạn đã xem. Mời bạn đăng ký kênh để theo dõi các video mới nhất về tử vi, phong thủy và sức khỏe. Chúc bạn nhiều niềm vui, thành công trong cuộc sống.